Trên địa bàn tỉnh hiện tại có hơn 590 công trình thủy lợi, trong đó 80 hồ chứa nước, 7 trạm bơm và hơn 500 đập dâng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, các công trình thủy lợi sẽ không đảm bảo được nước tưới trong trường hợp hạn hán kéo dài. Hiện nay, các công trình hồ chứa thủy lợi lớn chủ yếu nằm trên địa bàn huyện Đắc Hà và thành phố Kon Tum, nơi có diện tích khu tưới lớn. Nguồn nước trữ của 80 hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh với dung tích trữ thiết kế khoảng 80 triệu mét khối, đảm bảo phục vụ tưới cho hơn 10.000 hecta đất sản xuất. Tuy nhiên, tại một số hồ chứa diện tích tưới tương đối lớn nhưng dung tích trữ thường bị thiếu hụt so với dung tích thiết kế, dẫn đến khả năng xảy ra tình trạng thiếu nước ở cuối vụ. Đối với các công trình thủy lợi là đập dâng không có khả năng điều tiết mà chủ yếu phụ thuộc vào nguồn nước đến của các sông suối, nên khi thời tiết hanh khô kéo dài, khả năng xảy ra hạn cục bộ tại một số công trình có diện tích lưu vực nhỏ thuộc địa bàn các huyện Sa Thầy, Đắc Hà, Đắc Tô và thành phố Kon Tum. Riêng các trạm bơm điện lấy nước trực tiếp từ sông Đắc Ba La thuộc lòng hồ thủy điện Gia Ly bơm tưới cho khoảng 785 hecta lúa vùng bán ngập của lòng hồ thủy điện Gia Ly. Khi xảy ra khô hạn, nắng nóng kéo dài và các hoạt động từ các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Sê San làm cho mực nước sông Đắc Ba La lên xuống thất thường, nhiều ngày mực nước xuống quá thấp, không đảm bảo để bơm tưới.